quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách. Khiet Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục của ngày hôm nay thì khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một hoạt động đã diễn ra ở tại một huyện thị miền đông của Lài Loan. Đó là hoạt động triển lãm về sự phát triển của ngành khai thác mỏ ngọc ở tại phong điền của huyện Hoa Liên. Có rất là nhiều người biết đến Hoa Liên tại vì đây là một cái thành phố du lịch rất là nổi tiếng, có cảnh sắc rất là đẹp. Nhưng mà các bạn biết không, thật ra trước khi phát triển về ngành du lịch thì Hoa Liên là một huyện thị rất là nổi tiếng trong việc khai thác ngọc cẩm thạch cũng như là gia công và xuất khẩu ngọc cẩm thạch. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, ngoài giới thiệu với các bạn về hoạt động triển lãm về sự phát triển về ngành ngọc ở tại Hoa Liên Ra, thì Khiến Nhi cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn về những cái câu chuyện cũng như là những cái bối cảnh lịch sử ở tại Hoa Liên liên quan đến ngành ngọc. Thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nha. Thì cũng giống như hồi nãy khi nhìn nói ha, hoạt động chúng ta sẽ giới thiệu trong chuyên mục ngày hôm nay đó là hoạt động liên quan đến việc khai thác ngọc cẩm thạch ở tại huyện Hoa Liên. Hoạt động này là do cục văn hóa của huyện Hoa Liên tổ chức và địa điểm tổ chức là nằm ở tại tòa nhà số 2 của viện bảo tàng khảo cổ khảo cổ bộ u quản ơ quản và nằm ở tại thôn phong điền của xã thọ phong huyện hoa liên thì tiền thân của cái địa điểm tổ chức tức là viện bảo tàng khảo cổ này chính là văn phòng chỉ đạo di dân của xã Phong Điền vào thời kỳ mà người Nhật Bản đến chiếm đóng ở tại Lài Loan. Tại vì cũng có một cái bối cảnh hơi bị đặc biệt ở tại xã Phong Điền này. Đó là trước đây, đây là một cái làng di dân của người Nhật Bản. Tức là người Nhật Bản sẽ đưa những người mà ở, cư dân của mình ở tại Nhật Bản đến Lài Loan để uh, di cư sinh sống. Và đại đa số họ là được đưa đến thôn Phong Điền này để mà sinh sống. Cho nên thôn Phong Điền này vào thời kỳ mà người Nhật Bản đến chiếm đóng ở tại Lài Loan Cũng chính là một thôn di dân Nói đến các thôn di dân của Nhật Bản Thì ngoài có thôn phong điện Phung Thiện Xuân ra Thì còn có thôn phong lý, phung nghị Xuân Thôn phong sơn, phung San Xuân Và thôn phong bình, phung thiện Xuân Những thôn này đều nằm Ở tại Hoa Liên Thực ra vào thời kỳ người Nhật Bản đến chiếm đóng Ở tại Lài Loan thì người Nhật Bản đã bắt đầu Khai thác khoáng sản ở tại khu Phung Thiện Xuân Tức là thôn phong Điền này Nhưng mà không phải là khai thác ngọc mà là khai thác ăn và bột Tăng. Mãi đến năm 1950 cho đến năm 1970 thì ở lúc bấy giờ người dân mới phát hiện ra là ở khu thôn Phong Điền này á, có rất là nhiều mỏ ngọc. Cho nên là mọi người mới bắt đầu cái công việc là đi khai thác mỏ ngọc ở tại thôn Phong Điền này. Có thể nói là ngành ngọc Cẩm Thạch này đã quật dậy cả một địa phương cũng như là cả Hoa Liên và thậm chí là mang lại rất là nhiều giá trị kinh tế cho toàn Lài Loan cho nên khi mà muốn nói về sự phát triển của địa phương không thể nào không nói đến sự phát triển của ngành ngọc cẩm thạch. Mà các bạn biết không, ở Lài Loan có một loại ngọc rất là nổi tiếng được gọi là ngọc Lài Loan. Thực ra loại ngọc này còn có một cái tên gọi khác tên là ngọc Phong Điền Phung thiện Duy Thì qua cái tên gọi này mình cũng biết được là loại ngọc này chính là được khai thác ở tại thôn Phong Điền ở tại Hoa Liên của Lài Loan ha. Và cũng có một thông tin khác là liên quan đến bảo tàng khảo cổ của huyện Hoa Liên. Thực ra thì bảo tàng khảo cổ của huyện Hoa Liên đã bắt đầu được đưa vào hoạt động vào 3 năm trước. Khi mà mới bắt đầu đưa vào hoạt động thì giám đốc của bảo tàng này cũng hy vọng là mình có thể thông qua những cái hoạt động về văn hóa nghệ thuật để cho mọi người hiểu hơn về lịch sử phát triển của địa phương. Tại vì bảo tàng này là nằm ở tại thôn Phong Điền mà. Khi nói về sự phát triển của địa phương, không thể nào không nói đến sự phát triển của ngành ngọc. Và chính vì có những cái ý tưởng này từ những ngày ban đầu, cho nên là năm nay phía bảo tàng đã đưa ra hoạt động triển lãm về sự phát triển của ngành ngọc ở tại địa phương. Tên đầy đủ của hoạt động tên là Sơn tờ quỷ chi, <laughs> Thái đi thơ trận thì khiến tạm dịch là triển lãm đặc biệt về lịch sử phát triển của ngành ngọc Lài Loan trong thời cận đại qua vết tích của mỏ ngọc ở dưới chân núi Thạch Miên. Người phụ trách lên kế hoạch cho triển lãm lần này của Viện Bảo tàng cũng cho biết đó là mỏ ngọc lầy Loan ở xã Thọ Phong, chủ yếu là nằm ở tại Lão Nậu Xanh. Thì đây là một ngọn núi nằm ở phía tây của xã Thọ Phong. Những người lớn tuổi ở trong thôn Phong Điền thì thường hay gọi ngọn núi này là Thạch Miên Sơn, Sử Miên Xanh. Thì Thạch Miên Sơn hồi nãy cũng có xuất hiện trong tên gọi của triển lãm là Phất tích mỏ ngọc ở dưới chân núi Thạch Miên. Trong triển lãm lần này sẽ tập trung tiêu điểm vào ngành khai thác ngọc ở tại khu vực Phong Điền. Ngoài ra họ cũng muốn là qua những cái văn vật được trưng bày trong triển lãm để cho mọi người có thể thấy được là ngành ngọc đã phát triển như thế nào vào thập niên 50 và 60. Cục Văn hóa Hoa Liên cũng hy vọng là thông qua triển lãm lần này lại có thể một lần nữa gây sự chú ý, sự quan tâm của người dân đối với lại ngành ngọc của Lài Loan. Thì triển lãm này đã bắt đầu được tổ chức và sẽ kéo dài cho đến ngày 29 tháng 6 của năm 2025. Địa chỉ của viện bảo tàng là nằm ở tại Hoa Liên Xuyên, Sâu Phong Xương, Văn Hoa Chia, Ơ Căn Ơ Hậu, tức là số 2 gạch 2 của đường Văn Hóa, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên. Và nếu như mà mọi người có dịp đi đến Hoa Liên thì các bạn cũng có thể đi đến đây để mà tham gia hoạt động ở tại viện bảo tàng này nha. Và bây giờ thì Khiến Nhi tiếp tục đi vào kể những câu chuyện liên quan đến ngành ngọc ở tại huyện Hoa Liên, Lài Loan. Các bạn còn nhớ hồi nãy khi Nhi có nói đến đó là mỏ ngọc ở thôn Phong Điền, chủ yếu là nằm ở tại núi Thạch Miên. Thì Thạch Miên tên tiếng Anh là Amiang, thì Amiang là một tập hợp gồm 6 khoáng vực silicat xuất hiện trong tự nhiên và đặc tính của Amiang là các tinh thể sợi mỏng và dài. Các bạn biết không, Amiang này là một hợp chất có rất là nhiều những cái đặc tính rất là quan trọng có thể được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như là trong quân sự. Đầu tiên là có khả năng hấp thụ âm thanh, sau đó là amiăng này còn có khả năng chống cháy cách nhiệt và cách điện. Vì thế là amiăng này đã được ứng dụng rất là rộng rãi trong cả công nghiệp và quân sự. Ví dụ như là amiăng được sử dụng như là một cái chất cách điện cho hệ thống dây điện và cách nhiệt ở trong xây dựng. Và ngoài ra về quân sự thì amiăng này do là có khả năng là chống cháy cũng như là cách nhiệt. Vì thế amiăng cũng là một cái vật liệu rất là quan trọng dùng để chế tạo súng ống cũng như là đại bác vân vân. Sở dĩ khu núi có mỏ ngọc ở tại thôn Phong Điền của huyện Hoa Liên hay được những người lớn tuổi ở trong thôn gọi là núi Thạch Miên đó là tại vì do những năm 1930 có một người thợ săn Nhật Bản mang tên là Nakashima người này đã đi đến núi Thạch Miên này để mà săn bắt thì lúc bấy giờ núi này vẫn chưa phải tên là núi Thạch Miên đâu nha trong cái lúc mà rượt theo con mồi á thì người này vô tình đá trúng một cái tảng đá màu xanh và cuối cùng bị vấp té. Vì thế con mồi cũng chạy vụt mất. Và người này đứng dậy nhìn kỹ á thì phát hiện ra là cái tảng đá làm cho mình bị vấp té đó có màu xanh và trên đó cũng có những cái vân rất là đẹp. Sau khi nhìn quanh thì phát hiện ra ở gần đó cũng có một cái hang, trong đó là có rất là nhiều những cái loại đá màu xanh tương tự. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì người Nhật Bản cũng không có quan tâm đến cái hang đá đó lắm mà người Nhật Bản lại quan tâm đến cái mỏ Amiang được phát hiện ở tại phụ cận hơn. Tại vì giống như khi nhìn nói ha, tức là thạch miên có thể được ứng dụng rộng rãi ở trong công nghiệp cũng như là quân sự, đặc biệt là vào những năm 1930. Tình hình thế cục quốc tế có nhiều cái bất ổn thì việc mà sở hữu một cái mỏ Amiang là một cái điều rất là quan trọng. Có thể là cái mỏ ngọc ở gần đó có giá trị kinh tế hơn Tuy nhiên cái mỏ ngọc đó lại không được người Nhật Bản quan tâm Mà người Nhật Bản chỉ quan tâm đến mỏ thạch miên Tức là mỏ Ami ăn ở gần đó Thì đây là một cái câu chuyện được rất là nhiều người dân địa phương kể lại Tuy nhiên độ thật hư như thế nào thì còn phải kiểm chứng lại ha Nhưng mà cũng là từ năm 1937 trở đi Thì ông Sanda đã đến khu vực này Để mà thành lập một cái công ty khai thác đá Lài Loan bắt đầu đi khai thác thạch miên Amiang cùng với lại đá tan. Đặc biệt là sau khi mà chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Canada đã đưa ra một cái lệnh cấm vận về Amiang đối với lại Nhật Bản. Chính quyền Nhật Bản lại càng phải ra sức để mà tìm kiếm các mỏ Amiang ở tại các thuộc địa của mình. Đối với lại mỏ Amiang ở tại phong điền của Hoa Liên, từ năm 1944 thì chính phủ Nhật Bản đã trưng thu cái mỏ Amiang này làm thành một cái mỏ khoáng sản quốc hữu và chính quyền Nhật Bản cũng đã đưa ra một cái chính sách đó là chính sách thay thế nghĩa vụ. Nếu như mà ai đến tham gia để khai thác khoáng sản ở tại mỏ Amiang này thì sẽ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Lúc bây giờ cũng có rất là nhiều người tranh nhau để có thể được đến đây để mà khai thác khoáng sản. Đến sau khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc ở tại phong điền của hoa liên này vẫn còn tiếp tục khai thác ami ăn và bột tan một thời gian. Câu chuyện về khai thác ngọc ở tại phong điền hoa liên này đã được bắt đầu vào thập niên 1950. Từ năm 1955 thì chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đã cho thành lập Ủy ban phụ đạo việc làm cho binh sĩ xuất ngủ đơn vị này sẽ hỗ trợ để cho những quân nhân xuất ngũ có thể được nhận đất cũng như là có thể đi đến các nơi của Lài Loan để mà khai khẩn. Có một nhóm binh sĩ đã đi đến khu thôn phong điền của Hoa Liên này để mà xây đập nước cũng như là khai khẩn. Đại đa số những binh sĩ đi đến Hoa Liên này á, có quê quán là ở tại khu vực Vân Lam, Quý Châu cũng như là Tứ Xuyên. Và do là ở tại quê hương của mình thì những người binh sĩ này cũng rất là quen thuộc với lại các loại đá cẩm thạch vì thế trong cái quá trình đi khai khẩn cũng như là xây đập nước đào kênh thì họ phát hiện ra là ở tại khu vực suối Lào Si hay là suối Bảy Bao có những cây uh, viên đá nhìn rất là giống với lại ngọc cẩm thạch ở tại quê hương mình thì uh, họ cũng chỉ nghĩ là hay là mình nhặt về để mà rửa sạch và mài nhẵn xem có phải là ngọc hay không ai ngờ là đến khi rửa sạch và mài nhẵn thì phát hiện ra đây đúng là cẩm thạch tuy nhiên họ cũng không có nói cho nhiều người biết họ chỉ là tự giữ mà thôi Đến năm 1956, thì chính phủ đã cử một đoàn khảo sát địa chất khu vực miền Đông đến đây để mà khảo sát mỏ thạch miên, mỏ IMI ăn ở tại Phong Điên. Một học sinh ở trong cái đoàn khảo sát này đã mang một cái tảng đá ngọc ở đây về phòng thí nghiệm phân tích. Sau khi phân tích thì người này đã chắc chắn đây chính là đá cẩm thạch. Và sau này, người này đã hợp tác với lại chủ nhiệm của khoa địa chất trường đại học Hồng Kông và đi đến đây để mà khảo sát địa chất cũng nhờ công tác khảo sát này, họ mới phát hiện ra là bên cạnh mỏ Ami ăn còn có một cái mỏ ngọc Lài Luân, giá trị kinh tế còn lớn hơn rất là nhiều. Cũng từ năm 1965 trở về sau, toàn bộ nhân lực trước đây dùng để khai thác mỏ Ami ăn đã chuyển sang khai thác mỏ ngọc Phong Điền. Trong vòng 15 năm, từ năm 1965 cho đến năm 1981, Ngọc Phong Điền có thể nói là sản lượng nhiều nhất thế giới. Sản lượng hàng năm là có thể lên đến gần 1.500 tấn. Chỉ riêng năm 1975 thì sản lượng ngọc phong điền đã chiếm 90% sản lượng ngọc thế giới và mang lại kim ngạch xuất khẩu là khoảng 5 tỷ. Lúc bây giờ thì toàn Lài Loan có tất cả là hơn 600 xưởng gia công ngọc. Chỉ riêng khu vực phong điền đã có hơn 120 xưởng gia công ngọc. Nhưng mà tất nhiên những cái xưởng gia công ngọc này chủ yếu là những cái xưởng gia đình vừa và nhỏ. Nhưng mà qua đó mình cũng có thể thấy được là ngành khai thác ngọc và sản xuất ngọc ở tại khu vực Phong Điền nói riêng, ở tại Lầy Loan nói chung đã rất là phát triển trong khoảng 15 năm đó. Đến năm 1981 thì Lầy Loan bắt đầu có những cái sự thay đổi về chính sách núi rừng. Cộng thêm là trong xã hội quốc tế cũng có xảy ra một số những cái sự kiện ảnh hưởng đến thị trường ngọc của Lầy Loan. Ví dụ như là nguy cơ về xăng dầu của quốc tế, cũng như là sự nổi lên của thị trường ngọc ở tại các nước Đông Nam Á vân vân vốn nhĩ thì ngọc phong điền là chủ yếu được xuất khẩu đến các nước âu mỹ cũng như là nhật bản nhưng mà bây giờ giá thành khai thác lại càng lúc càng cao cho nên sẽ rất là khó có thể cạnh tranh được với lại các nước đông nam á với giá thành rẻ hơn và một cái vấn đề nữa đó là trước đây người ta khai thác mỏ ngọc ở tại Phong Điền chủ yếu khai thác bằng thuốc nổ và việc thường xuyên dùng thuốc nổ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của ngọc ở trong mỏ do những cái yếu tố này cộng lại khiến cho ngành khai thác ngọc ở tại Phong Điền của Hoa Liên cũng dần dần đi xuống dốc, rất là nhiều người đã phải bỏ nghề cũng như là dần dần phải bỏ xứ ra đi. Cũng từ đó vương quốc Ngọc Phong Điền lầy loan cũng dần bị lãng quên. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu về Ngọc Phong Điền ở tại Hoa Liên, Lầy Loan. Chuyên mục điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!